Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hôm nay mình đi quay chương trình hả chị? Đâu có đâu, cái này mình đi chơi chứ quay về nha. Vậy còn ở đây là cái này là đi chơi này. Tất cả mọi người đều là YouTuber hết. À, YouTuber, nhưng mà nay cú máy nhà điện ảnh lắm. Cú máy mà em đi qua thật là ngầu, nó rất là điện ảnh luôn. Cái đó tại vì mọi người đã bên đến cái tầm cao mới rồi. Hay là bên chương trình lừa em, nói là em là đi chơi nhưng mà thật ra là quay điện ảnh. Không có quay gì hết á, cái này mà quay gì đúng này... không? Hôm nay mình có mặt ở đây chỉ để đi trượt cát được thôi. Trượt cát. Nhưng mà ở đây em thấy khá là giống Phan Thiết đó nha. Ở đây cũng có biển, cũng có cồn cát, cũng có hả rừng cây cũng có... Ý em thấy là rất là giống. Chỉ có khác cái là xa hơn Phan Thiết thôi chị. Cái này là gọi là đồi cát Phương Mai. Ồ, đồi cát Phương Mai. Ở ngoài đây đúng nghĩa luôn á. Đúng nghĩa là giống như ở đây người ta rất là lãng mạn hay sao á. Đặt cái tên nó rất là lãng mạn mọi người à. Chẳng hạn như cồn cát Phương Mai, cái khách sạn em mở tên là Mộng Mơ gì à. Em thấy nó lãng mạn vô cùng. Vậy là tất cả đều dành cho em hay sao ấy, Vivi? Ủa, mình quên Song Lưng rồi. Ê, trời, ủa. Chào Song Lưng. Ủa, nãy giờ quên. Tại vì Ủa? Chị biết không, thật ra thì sao? Em nghe nói là Song Lưng là mời em đi chơi. Mà ra đây tự nhiên gặp chị mới bất ngờ đó. Ủa? Em nghĩ là chị đưa em tới đây thôi đúng không? Ủa, nhưng mà chị tới đây được rồi. Ủa? Em nghĩ là tới đây là vui rồi mèo. Nãy giờ mình thấy mở mà mình vui lắm luôn rồi đó. Khán giả coi là bây giờ người ta cười xỉu rồi. Rồi phút sau để lãng mạn. Phút sau là dành cho tình những nhân, cặp đôi, đi chơi. Tuyệt vời. Nhưng mà chị bị dư thừa lắm. Thật ra thì cũng không có dư thừa lắm đâu. Mèo có thể làm tài xế đi chở tụi em đi chơi. Thôi, không sao cả, miễn sao em chịu đồng hành với chương trình là được rồi. Chương trình nào? Sao chị nói là đi? Anh thôi lỡ rồi thì đây sẽ quen với tất cả mọi người luôn. Khánh Như và Song Lưng và khách mời Vivi Trần vui mừng gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Ẩm thực kỳ thú. Và các bạn thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn nhãn hàng Cholimex Food đã đồng hành cùng chúng tôi. Rồi bây giờ mình lên đường rồi đúng không? Rồi chị chạy đi, cho em đi ngồi phía sau. Ủa, chiếc mèo xe này là... em đâu có biết lái đâu. Để có được những khung hình giới thiệu khách mời BB Trần ấn tượng và đậm chất điện ảnh của tập hôm nay, hai MC của chúng ta đã cất công chọn đồi cát Phương Mai thuộc xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, nơi được mệnh danh là một trong những đồi cát đẹp và hùng vĩ nhất của miền Trung. Tuy nhiên trên thực tế thì không như vậy nhỉ. Trời ơi mèo Ê, đã nha. Trời ơi. Trời ơi, cái này chơi một lần vui mà một lần cực nha. Ê, phải biết trượt nha, em trượt đã lắm. Thì đúng rồi đó, ngồi thẳng xuống vậy. Chị, trượt gì nè, trượt gì nè. It's my time to ride it out.
chiếc xe ẩm thực kỳ thú sẽ tiếp tục đưa Khả Như, Song Luân và BB Trần đến với một ngày vui chơi và khám phá ẩm thực tại một địa điểm được chương trình bí mật gửi đến cho MC Song Luân. Và bật mí, tọa độ này sẽ là một bến tàu nhỏ thuộc thôn Hải Đông, xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn. Còn thử thách là gì? Hãy cùng MC và khách mời suy luận nha! Kìa. Đúng rồi. Quá luôn, tới rồi. Tới rồi. Thôi xuống đi. Được ăn rồi. Đâu chị, tàu nào chị? Phải không? Phải tàu kia, đó. Kia, đúng rồi. Xuống rồi. Anh ơi, cho ăn đi anh ơi. Trời ơi, cái gì cho ăn? Cho ăn. Ủa, chứ không cho phải đi, hả? Cho đi ra đảo. Ủa, chứ chưa tới giờ ăn hả? Chưa. Trời ơi, sáng giờ hành không cho ăn gì, ẩm thực gì mà kỳ vậy? Trời luôn ơi. Sống lớn quá à. Trời ơi, ba bà cá, bốn bà cá. Trời ơi, luôn ơi. Sẵn luôn hả? Sống dữ quá. Ê, cá. Trời ơi, tay hết trơn. Con dao, Quyền. Trời ơi, say sóng quá. Tại em dễ bị say sóng lắm. Em say sóng không? Say sóng lắm. Em nhấn đầu em xuống nước thì em hết say à. Trời. Ủa, cá này làm sao gì có ba con cá và ba cái thớt. Ê, cá đẹp quá. Làm cá. À, là thử thách của mình là mình làm cá. Ê, nhưng mà có cái muỗng chả cá. Bà con cô bác ơi, có ai biết làm chả cá không? Thử thách gì mà nghiệt ngã. Trời ơi, chả cá dễ có khó đâu bà. Làm sao? Bây giờ cao vậy, bốn con cá này mình đem gửi cho bà con, kêu bà con làm giùm mình đem ra lại. Hay dữ vậy trời. Không xuống liền. Không xuống, bơi về liền. Chơi gì mà cái nết ăn. Không, em nghĩ mà. Là đánh vẫy xong rồi lóc thịt rồi nạo thịt thôi. Rồi bi bi con mèo con ha. Dạ. Trời, nhưng mà chị biết sao em bị giống như bị bệnh á chị, mà nghe mùi cá em sẽ bị dễ bị ói á. À vậy thôi, phóng xuống đi về, lội về thành phố giùm đi. Đi làm mà cái gì cũng không mệt hết. Ủa lại cái đó giống như là hôm nay mình hình phạt của chương trình mình phải không? Có nghĩa là mỗi lần mình làm gì không đúng là mình phóng xuống biển như vậy hả? Đúng rồi. Còn trường hợp mà nếu em không phóng thì chị có thể đạp em về. Thôi được rồi, để em cố gắng. Luân ơi. Khó nha. Sao thấy, trời thấy Luân có vẻ rất là dạng tay kìa. Ủa cắt giỏi quá. Cắt đi nè. Thấy mình đổi cá không? Cái con của Luân là như cắt dễ hơn á. Con em sao cắt khó quá nè. Trời ơi thiệt á. Ôi. Khó chứ bộ. Bối rối quá hả em? Mà sao luôn lục hay quá kìa. Rất là lẻ đó. Bi ơi. Em làm không? Em đang làm nè. Trời vất vả quá luôn á chị. Chưa làm gì luôn á, chưa đúng thấy đúng cái gì chưa ra được. Sao cái này nó, cá này nó không giống dưới quê em nha. Dưới quê em có cá thắt lát á, người ta cũng làm chả cá á chị. Là người ta phải, cứ như là người ta phải lấy cái phần da ra trước, rồi sau đó người ta mới nạo hay sao, em nhớ là vậy á, không biết chính xác không. Còn này là mình vẫn để nguyên lớp da để mình nạo cái thịt cá luôn. Đúng rồi, lọc xương thôi. BB em nhớ lộn là cá thắt lát không có vậy. Phải không? Là mình bắt lên là xong mình nạo. Bởi em nhớ mà, đâu cần phải lột da này kia đâu. Không cần lột da nhưng phải lóc xương. Đi trang vậy luôn nè. Nhưng mà cái này lóc xương dưới nó coi chừng dễ bị đứt tay nha. Xém chút xíu là vô tay rồi nè luôn nè. Ủa, nhưng mà Luân xong cái phần đó luôn rồi. Hay là Luân làm luôn con này luôn. Không. Cái con này dễ làm hơn nè. Luân. Hả? Con này dễ làm nè. Chờ chút để lóc con này xong rồi lóc cho con đó. Ừ, vậy đi. Chứ cho mượn cái dao đi, nói nhiều quá. Trời, em đang làm vậy? Nãy giờ em đang làm luôn nè. Em làm gì? Lột da con cá nè. Rồi xong. Trời ơi. Xém chút xíu đó thôi. Con đó con cá còn nguyên kìa. Xém hoài luôn á. Xong chưa nè? Nhường cho con này nè Luân. Thôi tự làm đi. Cái con này dễ nạo nè. Nè đưa đây, đưa đây. Trời ơi mèo ơi. Ngại quá à. Thôi mà. Em thấy làm như hai người đam mê lắm nha. Làm mà không nói tiếng nào luôn á. Làm lẹ đi còn muốn ăn cơm. Đói muốn chết. Trời ơi mình cũng phải nói cho khán giả người ta hiểu là mình đang làm gì. Không, khán giả thấy là hiểu là em không có làm gì chân á BB. Em đang làm này cực muốn chết luôn mọi người. Giữa trưa nắng mà ngồi coi nè. Cái này hình như mình phải cạo theo xuôi chiều nó đó kìa ha. Đúng rồi, đúng phải đúng chiều á. Đúng chiều á. Chứ nó không có ra dễ. Còn mấy cây xương nó bị dướng vừa khó lấy quá nè. Còn cái chị nãy chỉ làm đúng 1 phút 30 giây xong á.
Sao chương trình mình không kêu chị làm luôn ta? Như vậy có phải nhanh hơn không? Ê, cái con cá còn nguyên luôn kìa. BB, chị lóc cho em rồi mà em vẫn còn... Em đang làm gì vậy? Em đang lấy xương ra nè, xương nhiều lắm á. Ôi, nhưng mà mình làm sống này mới làm gì chị? Để làm nguyên liệu để cho có... Là cái này mình ăn luôn hả? Đúng rồi. Không, cái này mình đem qua nhà hàng còn đúng rồi nữa luôn. Đâu, nhà làm nhà hàng làm cho mình ăn. Trời, chị thấy không? Sau nhiều lần cố gắng, vượt qua bệnh tật, nào là tiền đình, nào là rối loạn cưỡng chế, cưỡng gì đó, cưỡng chế này kia đó. Cuối cùng đó, thì cuối cùng em cũng đã làm xong rồi nè, mặc dù là nó hơi ít thôi. Xong. Xong. Quá ngon. Trời ơi, dài lắm luôn á. Đây. Em xong rồi đây. Xong. Xong rồi đó. Chị ơi, chị nhìn giùm em đi coi vậy là được chưa? Được phải không? Trời, chị dễ dãi quá, chị chưa kịp nhìn. Được rồi. Chị chưa kịp nhìn luôn. Chị phải nhìn. Chị phải nhìn đi. Chị nhìn đi. Công sức tụi em làm. Được rồi phải không? Trời, cái bệnh tiền đình mà phải làm có được như vậy. Được rồi, bây giờ về nhà hàng ăn thôi. Đi. Đi. Đi thôi. Phóng xuống em ơi. Phóng nữa hả?